trong bóng đêm. Trong buổi tối đêm hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu tới các bác cặp loa búp xeo lớn Victor SX3 2 La Mã. Cặp loa này thì trong buổi chiều hôm nay em đã có tháo ra cho các bác xem kỹ nội thất bên trong rồi đấy ạ. Và em vẫn cố tình để nó bẩn nguyên chất bãi như thế này. Em chưa hề lau chùi gì cả. Cặp SX3 2 La Mã này là một bản nâng cấp của cái đời loa trước, đời SX3 trơn. Về thông số kỹ thuật của nó thì nó cũng hình dáng bên ngoài thì nó tương tự như cặp SX3 trơn, thế nhưng mà về cấu hình nó có một chút nâng cấp. Dòng này thì nó được sản xuất vào khoảng những năm 1973 1974. Với cái thông số thì về cái chiều cao cân nặng thì nó tương tự như cái cặp SX3 trơn, là nó rộng 31,5, cao 52 và sâu 29 cm. Nó nặng tầm khoảng 13 kg một thùng. Cả cặp sẽ nặng vào khoảng 26 đến 27 kg. Về cái giải tần đáp ứng của cặp này, nó từ 35 Hz cho đến 20.000 Hz. Đối với một cặp loa mà có giải tần cắt xuống đến 35 Hz thì âm bass sẽ tương đối tốt. Trên video các bác vừa rồi các bác đã được nghe cái giải âm trầm của nó thì các bác phần nào đã đoán được rồi. Đây là dòng búp xeo lớn sở hữu bass 25 cm, màng giấy viền lụa nhúng dầu, check dome côn 5 cm. Cặp này thì có công suất là 60W một thùng, trở kháng là 6 ohm, độ nhạy vào khoảng 88 decibel. Cái dòng SX3, SX3 2 La Mã và cả 3 La Mã nữa, khi về tới Việt Nam thì chất lượng thùng vách nó không được đẹp lắm đâu. Như cái cặp này thì em hoàn toàn chưa lau chùi gì cả, nó vẫn bẩn nguyên chất bãi đấy ạ. Cái dòng này nếu mà lau bằng khăn ướt thì nó sẽ bị phai màu ngay, bởi vì nhà sản xuất người ta có một cái lớp vernix đánh ở bên ngoài. Do vậy là em sẽ không lau và để nguyên như thế này. Cái màng loa bát vẫn bẩn nguyên, em chưa hề lau chùi gì cả. Sau đây xin mời các bác chúng ta cùng xem xét một chút về phía sau. Như bữa trước em có nói, đây là cặp loa em đã lấy chọn ngay từ đầu, do vậy là về hình thức của nó là còn tương đối. Đây là thông số Victor SX3 2 La Mã, công suất 60W, trở kháng 6 ohm, giải tần đáp ứng từ 35 Hz đến 20.000 Hz. Đây là tem của hãng
Bên dưới này là số seri. Như cái chiếc ở bên trái này, nó có số seri là 10028829, made in Japan. Chắc chắn rồi, dòng này thì Japan xịn không phải nghĩ. Thùng này người ta còn gọi là thùng gỗ lạng. Đây là số seri của loa bên phải. Nó ghi là 10028686. Như vậy có thể nói cặp này gần như là trùng seri. Ở cái video trước khi em tháo các củ loa ra cho các bác xem, các bác đã thấy là ở cái cặp loa check nó đã trùng seri rồi. Còn đối với những cái dòng loa cổ này mà đòi hỏi nó trùng seri tuyệt đối thì cực kỳ khó. Điều ấy cực kỳ khó. Tất nhiên là nó đầy đủ chụp chụp sắt bên ngoài để bảo vệ loa bát, và nó có cả hai cái chụp chụp nhựa để đậy để bảo vệ bên ngoài loa chét. Như em đã nói, cái dòng SX3 này hiếm có cái cặp nào đẹp xuất sắc, mà nó chỉ ở cái tầm này thôi ạ. Đây là cái dòng, đây là cái cặp loa bãi hoàn toàn chưa qua tút tát, chưa vệ sinh, chưa hề tút tát, mà nhan sắc nó còn được như thế này. Nếu mà chấm theo thang điểm điểm hàng bãi thì nó đạt khoảng 8 điểm. Cái dòng SX3, SX3 hai la mã, nó là một cái dòng loa hết sức là quen thuộc đối với những anh em dân chơi tại Việt Nam ta. Chỉ có cái mức giá thì nó sẽ lên xuống theo từng thời điểm. Dòng SX3 hai la mã này sẽ có giá cao hơn cái SX3 trơn khoảng vài trăm ngàn. Và cặp này em bán với giá chẵn 4 triệu. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cặp loa này thì liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại mà em đề ở dưới chú thích video. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.